nhớ trong ý trong phong dư sợ đờ số trên tế sau no ôi giờ mới lịp bếp lâu hơn đỡ sửa chè của do mù nho của lúc trẻ chết rồi nè do này chị thế chẳng mình tôi mình nhọ do mù nho lúc trẻ chết rồi chè nó no do thay mình chỉ lúc trẻ cũ nó tôi nó sợ đờ tàu sai thế tàu bỏ thế đờ của ta chờ nó quý ý ta chờ là đá thế tiết tiệt tụ tụ rồi rồng nhỏ đấy nè quý học của sĩ cần cầu thế ta sĩ giờ tụ xe để nó nữa chi giờ nhau tàu rồng ta la tê ở dùng một khẩu để chè một chiếc tàu xưa nè đó các thầy của lúc bà trên tôi nó sẽ là sai ý lượng gì thế để nó của lúc trẻ rồi nó nữa của trẻ chơi bé bé ở trên đua nó xin cái tên là trẻ rồi rồi thế của lúc trẻ đi tì thế sàn đua họ sáu chơi vó quá dễ thì nó thế nào của lúc trẻ nó sẽ tiêu vào tàu mà lì plau sống tê lợi ta chỉ nói chuyện đua đua thế họ nói chơi của cụ qua xi măng nhát đầu nó sai xi măng ta là chơi mỗi tên chơi cho tôi xi măng thế sau vợ cho cô dạy sát sầu của trình võ ý cho và tồn lâu nhưng đó sát sầu đấy chị này tôi tua lên nè tôi tua chị này tôi tập bài thế đó nói của lúc chạy ôm mỏ mềm mềm đó là tí tí nó xem chạy ôm mỏ về tí 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 ra tí rồi nó sẽ thấy hợp em mong luôn này tiền nè sau này chuẩn dài tê lúc bếp gà ôm mỏ cho nó đá thế nên là một thanh ở trong này nó chỉ lúc tủ lạnh còn thấy một khoảng gió cho lò trâu đây tên lúc xa chỉ bây giờ này tu chỉ bây giờ này chỉ tu chỉ bự ra bài bài ở nó sẽ tuần sau chúng ta tập bự cho rồi nữa tập bự cho rồi là bắt đầu quay xì cho chỉnh cho rồi nữa tụi nó chỉ mi nà nữa tụi mi nà này bỏ bỏ à cho đi lé nữa sẽ chỉnh cho rồi nữa mi nà bắt đầu sợ thì nay là lúc xanh à xanh nó là in nó chả có cũ đấy nè ta chỉ tí là nho lúc trẻ quay vậy nè nếu nó là kẹt xin nó kẹt vậy để tí chút xí mấy chút chua đây thế để rồi sao về mặt xí thôi tí chút xí bây giờ thế nào để các bạn chỉ đầu tiên là đá nó xem đá sẽ chỉ dùng một khẩu cân cầu đó xí để nó chỉ nên chơi chơi thế gì này chúng mình hiểu cái thằng này chơi để cùng một khẩu in đồ ta để cho nó chỉ mua lại vì chúng mình hiểu vậy chỉ mua nó có alo bàn bị ăn nó là cũng mua mùa tàn thế cũng chỉ muốn hình to tàu hết trời mua mùa tàn lại cái lũ tiểu là đá tàu nó là trình chạy nhau của lũ thế nào thì hiệu lũ trẻ rống cầu rồi nó mà rống sai cân rồi ta sẽ dậu ở tay lũ trẻ rống cầu nhá tôi đợi nó là nó cũng chỉ mua nông kỳ đã chỉ thế nhiều sắm một khổng là một chỉ tàu hỏi qua đã chỉ lỗi chỉ tàu thế trời theo xe mù quay lũ trẻ nhá đầu tọ bê lũ xả bù nhì ra lận nó nhập được tiền rồi tôi sắp nó là do cái xe của nhau kiện tới thế về mặt cầu nó là cú đập đá thế của nó cú đập đá cân cầu thế sa tò nó thì ít tủ đây nó lo là tôi sa tò đã xỉ lúc chân này chỉ đây tủ tạt này đây tủ tạt giờ cứ đi mong cho chỉ lấy đây hậu nữa lên thuyền qua chỉ một tủ bố bể hậu nó chứ lên thuyền tủ đặt cá chỉ tàu đây hậu lúc chân nó nữa chỉ nó chỉ tàu hải gió đây ở chỗ có lìa là chỉ đây ở nhà của nhà nó nữa đây hậu sẽ chỉ muộn nhỉ bên tụi đen rồi thì nó bu bên trong bên lũ trà bên lon nữa bên khỏi chơi của sầu ra bên lon thì để lọ thấy chị sợ đời mới xí phai thế chị thì nó tùn thò nữa nên sẽ tỏ cứ hà lọ nó làm như tùn thò chứ mất đây kia nữa cho nên từ một tổ cũng phải uống thêm một xí nên là sắp bên này thì ở đấy tụi nhận ra hết chính xác cái cô bị lồng một khổng rồi thế nên ư giờ mùa ư chỉ mùa chẳng cái cô lồng mùa đâu để non thế bé to bé giờ cô mà tin lầu thế này tin thế à bây giờ sợ đời nhất là xấu thế thì bé lúc giòn nó cũng hiểu rõ là chỉ chuẩn sát bề trời ý là tên lúc rõ của thân xa nhà thôi lò một thay đó này sợ đời tao bọn thế nào lúc giòn là gì cũng tiệt tù trời thế thì sợ đời cũng nhót trời kén đầu xin không biết tên lúc rõ của nhau là nhà thôi lò của một tay thay đó tao xuyên để bọn mà nhót đầy bùng thua thế xin thân xa xin mà chắc là nằm mà chỉ tao lừa kia nào chắc nó giờ của thay mình chỉ ở mẹ mẹ nào xem nào để mà chỉ biết sợ đời mà xin chỉ đùa biết chỉ à sao tàu cá thế tàu lừa thế nào lúc chắc nó giờ chỉ tao khổng nó thả sáu sự rồi mà chắc rồi mỗi chắc nhiều mà tao là thả sáu sự rất sợ đời tâm lòng đùa để này sao mà trọc của chơi thế à mỗi đã chỉ của chỉ thả đầu dạ sáu sự cũng thoát nào